thống kê chưa đầy đủ thì Huế với địa bàn gồm có 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố. Có khoảng vài chục làng nghề khác nhau. Trong đó, những nghề chuyên làm các loại bánh cung cấp cho thị trường không nhiều. Tuy nhiên, vào dịp Tết, nghề này lại nở rộ trong dân gian do nhu cầu khá lớn, không chỉ ở thị trường Huế mà còn cung cấp cho nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, vốn ưa chuộng bánh Huế với những hương vị và màu sắc riêng có. Nếu tính sơ sơ các loại bánh Huế trong dân gian cũng đã khoảng vài chục loại, từ các loại bánh in, bánh bắc bằng tay hoặc bằng các loại khuôn, không cần nấu lại bằng củi lửa, cho đến các loại bánh phải nấu trực tiếp trên bếp. Người Huế là họ có nhu cầu có thể nói là cũng khá đa dạng. Họ không phải chỉ sắm sửa trong sinh hoạt của gia đình, mà họ còn sắm sửa để trang trí trong nhà, và đặc biệt là để cúng ông bà, tổ tiên. Vì vậy, cái nhu cầu thưởng Tết không phải chỉ là ăn uống của những người sống, mà còn là vật phẩm, lễ vật đặt lên trên bàn thờ để rước ông bà về trong những ngày Tết. Vì vậy, cái nhu cầu đó, nó rất đa dạng. Chính vì vậy mà từ ngày trước, theo truyền thống á, thì ở Huế đã xuất hiện khá nhiều các cái làng nghề chuyên làm các cái sản phẩm để phục vụ ngày Tết. Tôi thật ra cũng chưa có điều kiện để đi nhiều trong các cái làng nghề của mình. Nhưng mà trước hết là tôi hay về làng của tôi. Cho đến hiện nay, ở dưới quê tôi bắt đầu từ tháng Chạp, cả làng, phần lớn các gia đình là họ đã bắt đầu vào cái vụ mức để mà phục vụ Tết. Một số người thì làm bánh. Huế có những làng nghề nổi tiếng làm bánh cho ngày Tết, đến nay vẫn còn thịnh hành như bánh in ở làng An Thành, bánh cổm An Thuận, bánh thuận Vinh Hiền, bánh gỏi Hương Cần, bánh lọc Đức Bưu. Đặc biệt là bánh tẹt làng Chuồng và bánh chưng Dương Nổ. Những làng bánh hoạt động quanh năm, nhưng đến dịp Tết, việc làm không xuể do đặc trưng của từng loại bánh. Ngoài các loại bánh phục vụ cho nhu cầu ăn uống hàng ngày, họ không thể thiếu những món bánh truyền thống để dâng lên ông bà tổ tiên. Bánh chưng bánh tẹt nó gắn liền với những cái huyền thoại của thời Hùng Vương. Chuyện Hùng Vương ngày xưa là đã quên dần theo năm tháng, nhưng bánh chưng bánh tẹt và tồn tại trong đời sống. Nó những ngày cuối tháng Chạp, người ta mỗi nhà đều cố gắng dành một thời gian để gói bánh và nấu bánh, thức canh bánh, chờ rồi vớt ra cho người đem dâng lên trên cái bàn thờ của tổ tiên với tấm lòng tưởng nhớ tổ tiên, rằng đây là cái sản vật nông nghiệp, cái sản vật bình dị và mộc mạc nhất để kính cẩn dâng lên tổ tiên. Bánh này là phải gửi gắm vào đó cả những cái tỉ mẩn, làm thế nào cho thời gian nửa tháng, 20 ngày nó vẫn không siêu, vẫn không hư hỏng. Phải luộc làm thế nào cho nó thật chín, nó như để khoảng là rằm thần giêng, 20 thần giêng vẫn còn. Nhưng chiều sâu của Tết Huế, đó chính là không khí Tết trong từng gia đình, trong từng họ tộc. Ngày nay, rất nhiều gia đình người Huế vẫn giữ thói quen từ chuẩn bị nguyên liệu và từ làm bánh mứt cho ngày Tết, thay vì ra chợ là cỏ ngay. Họ tranh thủ làm trong suốt tháng Chạp và tập trung vào những ngày cần Tết, khi mà công việc bận rộn suốt năm đã được khép lại để chờ đón một năm mới sắp tới. Chị làm cái này là để bạn bè về mình đãi khách cho vui. Nói chung là đi mua thì hẳn không có mang giá trị truyền thống của gia đình, cho nên mình thường làm Tết á, thì các loại bánh để mà mời khách, bà con, bạn bè. Và trước tiên là để cúng gia tiên, cúng giao thừa.
thì bánh mà thông dụng nhất là bánh tét. Người Huế là bánh tét chứ không phải bánh chưng nha. Còn các loại bánh nhỏ để mà cũng đớp trên bàn thờ hoặc là đại khách là có bánh in bột nếp, bánh in bột đậu xanh, bánh hạt sen, bánh sáng tảng, bánh thuần, bánh trái tim. Rất là nhiều loại bánh luôn. Còn nếu như bánh lá là sẽ làm bánh lá vả hoặc bánh phất. Đó, những cái loại bánh mà làm từ cái loại bột của Huế mình á. Bánh chỉ là bánh Tết, bánh này là truyền thống nhưng mà cũng ít người làm lắm. Những món bánh của chị em, chị Hằng không có trên thị trường bánh Tết hiện nay vì không phải ai cũng biết làm và làm được. Nó thuộc về tiềm thức Tết Huế từ rất xa xưa mà rất ít người còn nhớ, còn giữ công thức làm bánh để làm được như thế này. Ẩm thực Huế cầu kỳ, công phu, tỉ mỉ, chắt lọc từ nguyên liệu cho đến cách chế biến và bày biện. Nó không những ngon miệng mà phải ngon mắt từ cả nhìn đầu tiên. Bánh Huế, đặc biệt là bánh cho dịp Tết của người Huế, càng không ở ngoài nguyên lý này. Khoai tía là màu tím, màu cam là băng gất, màu vàng là khoai lang luôn, đó, màu cam nữa là bí đỏ, rồi màu xanh là bột cần tây sẽ lạnh. Đó. Bánh này là thực ra là bánh truyền thống của Huế nhưng mà gần như là thất truyền vì người ta thấy công đoạn làm khó và hầu như sau này cái thế hệ sau là người ta không có thông dụng cái chuyện mà nữ công gia chánh không có thời gian làm cho nên dần dần như lãng quên. Thì may mắn là mình được học và mình nhớ và mình giữ lại được. Mà cũng thỉnh thoảng mình làm được. Còn đây là món bánh Tết của nhà chị Hồng. Những món bánh làm từ bột khô, từ đậu xanh giả mịn, bột nếp, bột bình tinh sao khô kỹ càng với lá dứa, chuột đường cho vừa đủ ngọt. Và những món mứt được rim với đường có màu tự nhiên từ chính các nguyên liệu là củ quả được chọn làm mứt hoặc giả từ lá cây để lấy màu. Để có nguyên liệu làm các loại bánh này, chị Hồng và cô cháu gái đã phải thức suốt đêm và dậy sớm từ tờ mờ sáng để rang bột, rim mứt, tạo màu cho các nguyên liệu. Đây là những món bánh khô có thể để cả tháng để cung cấp trong suốt dịp Tết. Ký ức của Hồng với Tết á, là một cái mảng màu rất là dễ thương. Vì vào dịp Tết thì cả nhà sẽ quây quần cùng nhau làm cả cái món bánh. Như là bánh in này, rồi bánh ngũ sắc này, rồi bánh bó mứt này và làm những cái món Tết, món bánh mứt Tết truyền thống như cách mình nhớ về cái thời ấu thơ, như những cách mà mình ôn lại cái kỷ niệm cùng với những người thân trong gia đình. Món bánh bò mức này có vẻ lạ lẫm với lớp trẻ, nhưng nó là cả một trời kỷ niệm đối với những người Huế đã ở lứa tuổi trung niên. Bánh được làm từ những sợi mức đầy màu sắc khác nhau, bỏ lại với một ít bột nếp để kết dính. Sau đó, được cắt thành những lạc bánh đầy màu sắc như thế này. Một thời là món bánh mứt khá phổ biến của người Huế vào dịp Tết. Nay, loại bánh này cũng ở vào dạng món quý hiếm được lưu hành cho đến ngày nay. Bánh bò mứt là một trong những cái loại bánh ngọt rất dễ thương bởi vì là nó có nhiều màu và chủ yếu nó được sử dụng từ các nguồn nguyên liệu là trái cây địa phương, vì thế là an toàn và thuận tiện cho việc làm. Nhưng mà cái kỹ thuật để chế
chế biến thành cái món bò mức á, thì đòi hỏi sự kỳ công và có cái sự có mặt của nhiều người, cho nên dịp Tết mà làm bánh bò mức sẽ rất vui vì mỗi người làm một món. Đó, thì từ cái khâu sơ chế, cắt gọt các cái quả như là cà chua rồi thơm rồi bí đao này kia, cho tới việc là ngâm rửa sạch rồi để ráo rồi xóc đường rồi rim nó sao cho nó trống xuống và lắng nó qua với bột để thành một cái chiếc bánh bò, làm một cái công đoạn rất là dài và kỳ công. Khi cả con còn nhỏ thì mỗi lần Tết đến tôi làm rất nhiều mức bánh, bánh thuẫn, bánh đầu, bánh yến, mức gừng, mức dừa, mức khoai, rồi rất là nhiều thứ. Mà cái bánh bò làm hồi xưa là quá đẹp, mà cũng có cái hay. Ví dụ như làm mức gừng, thì những lạt gừng đẹp á, là cất lại để mà mời khách. Nhưng mà những lạt gừng nhỏ để riêng, để bỏ trong bánh bò, mức dừa cũng vậy. Rồi lại làm mức cà chua, cà chua xanh, cà chua đỏ. Cái màu cà chua xanh làm lên mức ra cái màu ngọc bích quá đẹp. Nó thân thử có màu xanh, có màu đỏ. Rồi mức kim quật, mức mà cái vỏ kim quật thôi ạ, để sắc ra bỏ vào cho nó thơm. Đến khi mà cắt ra là nó có tất cả những cái màu nó hiện ra rất là đẹp. Mà sau này thầy thấy ai làm theo tôi là cái rất là đặc trưng cho ngày Tết mà riêng cho Huế. Sẽ có người thắc mắc tại sao người Huế lại có nhiều món bánh cho ngày Tết như vậy và vì sao nhiều loại bánh lại được làm công phu tỉ mỉ cầu kỳ đến thế. Câu trả lời có lẽ là bởi Huế có gần 400 năm là thủ phủ của phía đàng trong, rồi sau đó là kinh đô của nước Việt Nam dưới thời các vua Nguyễn. Tinh hoa ẩm thực từ khắp nơi cứ tự nhiên kể tụ lại ở Huế như vậy, từ dân gian vào cung đình, rồi lại từ cung đình lan tỏa vào cuộc sống dân gian. Cuộc sống cơm áo gạo tiền một thời khiến người ta quên đi những giá trị truyền thống quý giá của cha ông. Cuộc sống nhanh tất bật khiến những thực phẩm của nền công nghiệp chiếm lĩnh thị trường. Đến một lúc, người ta nhận ra đâu mới là giá trị chân thực cần bảo lưu và gìn giữ. Và ẩm thực Huế nói chung, bánh Huế nói riêng cũng là một cuộc chơi làm công phu như vậy. Đây, mẹ đang làm cái bánh, cái gọi là bánh mặn cầu. Có cái hình thể của trái mặn cầu. Bánh mặn cầu đấy cũng có từ lâu. Nhưng mà vì là mẹ già nên mẹ ít làm. Mình biết nhiều thứ bánh lắm, bánh cúng linh như bánh gấc, bánh phục linh, mấy cái thứ bánh cúng linh là mẹ biết hết. Dân gian ta có câu ăn theo thuở, ở theo thời. Sự thích ứng với cuộc sống hiện tại cũng là điều cần thiết để những giá trị truyền thống không bị mất đi mà tiếp tục phát huy những giá trị của nó trong thời đại mới. Bởi vậy nên những món bánh Tết của người Huế cũng không ngừng có những biến tấu về nguyên liệu, kỹ thuật làm bánh, in bánh, gói bánh, nấu bánh, trang trí, vân vân, để các sản phẩm trở nên ngon hơn, đẹp hơn, an toàn hơn và phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Cho nên, những làng nghề vẫn tưng bừng đỏ lửa. Trong từng gia đình, các bà, các mẹ, các chị, dù có bận rộn, vẫn dành chút thời gian chắc chiêu làm thêm mấy món bánh đặc biệt cho gia đình mình. Đôi khi chẳng ai giống ai, vậy mà đã níu kéo được những cái Tết thật đầm ấm, trang hòa, khó quên trong tim mọi người.